Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 3 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngày hôm qua, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ đã giảm mưa hơn, vùng mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại các tỉnh thuộc ven biển và đồng bằng, tiết trời không quá nóng bức với nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Dự báo ngày hôm nay nằm ở phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới nên mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm, chỉ còn xảy ra vào sáng sớm tại ven biển và vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Lúc này thời tiết còn khá mát mẻ với nhiệt độ dao động trong khoảng 24 cho đến 27 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 24 độ. Ban ngày vùng trung du và miền núi có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ sẽ tăng lên cao từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, vùng ven biển và đồng bằng đôi lúc vẫn nhiều mây nên nhiệt độ trưa chiều không vượt quá ngưỡng 33 độ, mang lại bầu không khí dễ chịu cho người dân nơi đây. Đến với các tỉnh duyên hải miền Trung trải dài từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận, do chịu tác động trực tiếp của giải thời tiết xấu nên mưa rông khả năng sẽ xuất hiện ở trên diện rộng. Nhiệt độ trong ngày sẽ giảm, thời tiết mát mẻ cùng với độ ẩm không khí cao. Trong đó, người dân trên khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi cần phải đặc biệt chú ý với khả năng có mưa vừa, mưa to đến rất to và rông. Trong cơn rông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật gây nguy hiểm. Chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên mưa rông tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục xảy ra ở diện nhiều nơi, tập trung chính vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong đó, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ khả năng còn có mưa vừa đến mưa to và dông, nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam sẽ có xuống giảm nhẹ khoảng 1 độ so với trước đó. Dự báo xa hơn, từ nay đến khoảng ngày 5 tháng 9, ở các tỉnh từ Nghệ An vào đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ phổ biến từ 300 cho đến 500mm một đợt. Khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 200 cho đến 300mm một đợt. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, những cơn mưa không còn xuất hiện nhiều như những ngày trước. Tiết trời có phần tạnh ráo hơn. Ban ngày trời có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay sẽ dao động trong khoảng 31 cho đến 33 độ. Vào thời điểm sáng sớm hoặc ban đêm, nhiệt độ sẽ thấp, chỉ còn là 24 cho đến 26 độ. Nhìn chung, thời tiết phổ biến trạng thái thuận lợi cho các hoạt động giao thông cũng như các hoạt động của người dân sinh diễn ra trên khu vực. Đến với thành phố Hải Phòng, thời tiết cũng có những nét tương đồng so với thời tiết thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, bầu không khí ở đây khá mát mẻ, ngày nắng nhưng không nóng, khi mà nhiệt độ cao nhất buổi trưa chiều chỉ dao động quanh ngưỡng là 31 cho đến 32 độ. Về đêm, nhiệt độ sẽ hạ xuống ngưỡng là 24 đến 25 độ. Các hoạt động ngoài trời cũng diễn ra thuận lợi hơn, do mưa có chăng chỉ xảy ra lác đác và kết thúc nhanh trong thời điểm sáng sớm. Trong khi đó, thời tiết tại thành phố Vinh ngày hôm nay lại diễn biến xấu và có khả năng gây trở ngại đáng kể tới đời sống cũng như các hoạt động thường nhật của người dân. Dự báo mưa sẽ xuất hiện liên tục trong ngày, lượng mưa cũng khá lớn. Do mưa nhiều nên nhiệt độ sẽ không quá cao, ban ngày dao động trong khoảng 29 cho đến 30 độ và thấp nhất là vào đêm và sáng ở mức là 24 cho đến 25 độ. Thành phố biển Đà Nẵng cũng chịu sự chi phối của giải hội tụ nhiệt đới nên ngày hôm nay trời cũng nhiều mây và có mưa rông bất chợt trong ngày, lượng mưa cũng khá hơn. Mưa ở khu vực này dự kiến sẽ còn xảy ra trong 2 ngày tới, tuy phần nào giảm đi hình ảnh trạng thái khô ráo kéo dài trong thời gian qua, nhưng cũng làm ảnh hưởng và gián đoạn các hoạt động sản xuất, giao thông và du lịch tại đây. Đến với Đà Lạt, những ngày gần đây, thành phố này liên tục có mưa do hoạt động của gió mùa Tây Nam. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc trên khu vực này. Do có mưa nhiều, nên nhiệt độ tại thành phố sẽ dao động giữa ngày và đêm ở mức là 17 cho đến 23 độ. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay là tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa. Lúc này đan xen những lúc có nắng, đôi lúc trời nhiều mây hơn. Tuy nhiên, mưa chưa xảy ra nên vẫn chưa gây nhiều trở ngại cho các hoạt động giao thông. Sau đó, từ khoảng 14 giờ chiều, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện, nên quý vị đừng quên chuẩn bị cho mình những vật dụng che mưa khi ra ngoài và lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp, tránh những địa điểm có trũng thấp, dễ bị ngập úng. Mưa sẽ giúp cho bầu không khí tại thành phố về đêm mát mẻ cùng với độ ẩm không khí dồi dào, dao động từ 90 đến 92%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.